Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Bộ Giao thông Vận tải vừa giải trình một số nội dung về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được đại biểu Quốc hội góp ý. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong 4 năm đầu khai thác, doanh thu chỉ bù đắp được chi phí vận hành, bảo trì phương tiện. Nhà nước cần hỗ trợ một phần từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế bố trí cho hệ thống đường sắt như hiện nay để bảo trì kết cấu hạ tầng. Cụ thể, năm 2037, dự án có chi phí vận hành khoảng 477 triệu đô la Mỹ. Nhà nước hỗ trợ bảo trì kết cấu hạ tầng khoảng 238 triệu đô la Mỹ. Năm 2038, con số tương ứng là 524 và 213 triệu đô la Mỹ. Năm 2039 là 571 và 187 triệu đô la Mỹ. Năm 2040 là 618 và 140 triệu đô la Mỹ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn vốn trong vòng 33,6 năm cho phương tiện thiết bị vận hành khai thác, không bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng. Được biết, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 67,3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, các hạng mục chi phí bao gồm bồi thường, tái định cư khoảng 5,9 tỷ đô la Mỹ, xây dựng 33,25 tỷ đô la Mỹ, thiết bị phương tiện khoảng 11,03 tỷ đô la Mỹ, quản lý dự án 0,8 tỷ đô la Mỹ, tư vấn đầu tư xây dựng khoảng 3,61 tỷ đô la Mỹ, chi phí khác 0,9 tỷ đô la Mỹ, dự phòng gồm lãi vay khoảng 11,85 tỷ đô la Mỹ. Trình bày tờ trình về dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt tại phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng nay 22 tháng 11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết, luật này hướng đến mục tiêu hoàn thiện quy định về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt để mở rộng cơ sở thu. Theo đó, dự thảo bổ sung vào đối tượng chịu thuế đối với nước giải khát có hàm lượng trên 5g trên 100ml, áp dụng thuế hỗn hợp đối với thuốc lá, tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia, bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện luật nhằm góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động quản lý thuế trong phòng chống trốn thuế, thất thu và nợ thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước, đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước. Dự thảo luật có 4 chương và 12 điều, bao gồm các quy định chung, căn cứ tính thuế, hoàn khấu trừ thuế và điều khoản thi hành. Trong đó, về đối tượng chịu thuế, Chính phủ đề nghị bổ sung nước giải khát có hàm lượng đường cao, đồng thời sửa đổi danh mục hàng hóa chịu thuế, thuốc lá, rượu bia, ô tô dưới 24 chỗ, điều hòa không khí. Về căn cứ tính thuế và giá tính thuế, dự thảo đã bổ sung quy định về giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, kinh doanh đặc biệt như golf, karaoke, sổ số. Đặc biệt, về thuế suất, dự thảo quy định tăng thuế theo lộ trình đối với thuốc lá, rượu bia từ giai đoạn năm 2026-2030 để giảm tiêu thụ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bổ sung thuế suất 10% với nước giải khát có đường. Về đối tượng chịu thuế là nước giải khát có đường, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra đồng tình, nhưng đề nghị làm rõ hơn khái niệm theo tiêu chuẩn Việt Nam để tránh khó khăn khi thực hiện với hàng nhập khẩu. Các ý kiến cũng đồng ý áp dụng thuế suất 10%, nhưng một số ý kiến cho rằng mức này vẫn quá thấp, không đủ để thay đổi hành vi tiêu dùng. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng cần đánh giá kỹ tác động của quy định này đối với doanh nghiệp và các ngành công nghiệp phụ trợ. Mặt khác, chỉ áp thuế đối với đồ uống có đường là chưa toàn diện, cần xem xét các giải pháp khác như tăng cường truyền thông về dinh dưỡng. Đối với thuốc lá, đa số ý kiến tán thành phương án tăng thuế tuyệt đối theo lộ trình, phù hợp với cải cách thuế quốc tế và định hướng giảm tiêu dùng. Với mặt hàng ô tô, cơ quan thẩm tra tán thành giảm thuế suất cho xe thân thiện với môi trường và đề nghị xem xét mức thuế hợp lý hơn với xe pick-up cabin kép để tránh tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp nhỏ. Các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco vừa cho biết sẽ cung ứng thêm hơn 650.000 ghế, tương đương hơn 3.000 chuyến bay trên các chặng bay nội địa Việt Nam trong giai đoạn từ 13 tháng 1 năm 2025 đến 12 tháng 2 năm 2025, tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng. Đợt tăng chuyến này sẽ nâng tổng số ghế toàn mạng bay nội địa của ba hãng lên hơn 2,15 triệu ghế, tương đương hơn 11.000 chuyến bay,
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Các chuyến bay tăng cường tập trung các đường bay phục vụ nhu cầu về nhà đoàn viên và du xuân dịp Tết như giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vinh, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Pleiku, Chu Lai, Đồng Hới, Vinh. Theo ghi nhận của các hãng, nhiều chuyến bay dịp Tết Nguyên đán hiện có tỷ lệ lấp đầy chỗ lên đến 70-80%, trong đó tập trung trên các chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung như Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới. Dự báo lượng khách sẽ còn tăng mạnh trong tháng tới. Vietnam Airlines lên phương án thuê thêm 4 máy bay Airbus A320, A321, trong đó có 2 máy bay thuê ước bao gồm tổ bay để phục vụ cao điểm Tết. Mỗi máy bay dự kiến khai thác 180 chuyến trong dịp này. Các hãng khuyến khích hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt chỗ và mua vé từ sớm, đồng thời khuyến nghị khách hàng mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé, đại lý chính thức, lấy hóa đơn để tránh mua vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Sai ngày 21 tháng 11 xác nhận Nga tập kích Ukraine bằng tên lửa đạn đạo thế hệ mới và Moscow đã báo cho Washington trước khi khai hỏa. Theo bà Sabrina Sai, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa IRBM mang tính thử nghiệm, được phát triển dựa trên thiết kế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Rubes. Mỹ đã được Nga báo trước về vụ phóng thông qua các kênh liên lạc giảm nguy cơ xung đột hạt nhân. Phát biểu được bà Sai đưa ra khi bình luận về thông tin Nga phóng tên lửa đạn đạo thế hệ mới nhằm vào thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, rạng sáng cùng ngày. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc tấn công sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm phi hạt nhân Oresnik, một trong những vũ khí mới nhất của Nga, và nhấn mạnh đó là động thái trả đũa việc Ukraine dùng tên lửa ATACMS Storm Shadow do phương Tây viện trợ để tấn công tỉnh Kursk và Ryansk. Quan chức Lầu Năm Góc nói tên lửa Nga tập kích Ukraine mang đầu đạn thông thường, nhưng cảnh báo rằng Moscow có thể thay đổi đầu đạn khác nếu cần. Đề cập phát biểu của ông Putin rằng nước này có thể tấn công mục tiêu ở những quốc gia cung cấp vũ khí cho các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga, phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói chưa thấy họ điều chỉnh trạng thái hạt nhân, đổi lại Mỹ cũng không thay đổi trạng thái của mình. Bà Sai cho hay từng thấy những phát biểu quyết liệt tương tự từ ông Putin. Điều cần tập trung lúc này là duy trì hỗ trợ Ukraine và cung cấp những gì họ cần. Hạ viện Nga hôm 21 tháng 11 đã bỏ phiếu thông qua dự thảo ngân sách liên bang năm 2025 và kế hoạch chi tiêu trong 2 năm kế tiếp. Dự thảo do chính phủ Nga đệ trình ngày 30 tháng 9 nhận 335 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 77 phiếu trắng. Theo dự thảo, tổng chi ngân sách năm 2025 là 41.470 tỷ rúp, tương đương hơn 416 tỷ đô la Mỹ, trong đó phân bổ 13.500 tỷ rúp, hơn 133 tỷ đô la Mỹ, tương đương 6,31% GDP cho mục tiêu quốc phòng, mức cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại Nga. Chi tiêu cho an ninh quốc gia và lực lượng hành pháp là 3.500 tỷ rúp. Tuy nhiên, theo dự thảo, chi tiêu quốc phòng Nga dự kiến giảm trong năm 2026 và 2027 xuống lần lượt còn 12.800 tỷ rúp và 13.100 tỷ rúp. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin nói, kế hoạch chi tiêu sẽ đảm bảo mọi nghĩa vụ xã hội, giải quyết các nhiệm vụ phát triển và ứng phó với những thách thức mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt. Dự thảo ngân sách này cần được Thượng viện Nga thông qua trong phiên họp ngày 27 tháng 11 tới, trước khi đệ trình Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành. Ngày 21 tháng 11, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố hàng loạt chính sách nhằm thúc đẩy ngoại thương. Theo đó, nước này sẽ khuyến khích các tổ chức tài chính cung cấp nhiều sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp quản trị rủi ro ngoại hối. Trung Quốc cũng sẽ tăng xuất khẩu nông sản và hỗ trợ nhập khẩu năng lượng, thiết bị cốt lõi. Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các công ty phản ứng chủ động với các rào cản thương mại vô lý từ các nước khác, đồng thời tạo ra môi trường bên ngoài thuận lợi cho xuất khẩu. Theo giới phân tích,
chính sách mới này của Trung Quốc nhằm đối với chính phủ Mỹ dưới thời ông Donald Trump. Trước đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố sẽ áp dụng thuế nhập khẩu 60% với tất cả hàng hóa từ Trung Quốc. Việc này khiến các hãng sản xuất của nước này lo ngại và tăng tốc dịch chuyển nhà máy sang Đông Nam Á, cũng như các địa điểm khác. Nhiều hãng xuất khẩu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã chuẩn bị cho kịch bản thương mại bị gián đoạn. Một khảo sát gần đây của Reuters với các nhà kinh tế học cho thấy Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu gần 40% với sản phẩm từ Trung Quốc ngay từ năm sau. Việc này có thể khiến tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm tới 1%. Ransom Huang, nhà kinh tế học khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Allianz Trade, cho rằng các chính sách này được thông qua hồi đầu tháng trong một cuộc họp do Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chủ trì. Gần đây, Trung Quốc tích cực cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu-EU, Ấn Độ, Australia, các nước châu Phi và Mỹ Latin. Xuất khẩu của Trung Quốc đã chuyển hướng trong vài năm qua. Năm ngoái, thị trường Mỹ chỉ chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, thay vì trung bình 18% trong thập kỷ trước.